pháp mà sư Thông Lạc nói rằng sư không tu thiền mà chỉ tu tập buông xả, nên sư có thể làm chủ sinh già bệnh chết, như gián tiếp cho rằng mình đã đắc tứ thánh quả. Và trong đó một số kinh sách sư Thông Lạc thì sư viết rất nhiều điều phi lý như rồi bây giờ chúng ta trước khi mà nói về vấn đề này á, có một vài điều như thế này. Tại vì quý vị hỏi cho nên là các sư sẽ trả lời, chứ không phải là các sư cố ý đi tìm lỗi để mà moi móc nói người này nói người kia. Quý vị cần phải phân biệt đây là hai sự kiện khác nhau. Khi quý vị hỏi một vấn đề nào đó mà nếu như vấn đề đó đúng pháp thì các sư sẽ xác nhận là vấn đề này đúng pháp. Còn nếu như mà quý vị hỏi một vấn đề nó là sai pháp thì các sư sẽ xác nhận vấn đề này là sai pháp. Chứ không phải là các sư nói để công kích người này, công kích người kia, để làm tổn thương người này, làm tổn thương người kia. Tuy nhiên, do cái tiêu chí là đặt chánh pháp lên đầu, cho nên một số vấn đề nếu như nó là phi pháp thì các sư phải nói nó là phi pháp. Và cái chuyện nói đó nó có thể làm tổn thương người này, tổn thương người kia. Nhưng quý vị làm ơn nhớ dùm, đây không phải là chủ ý của các sư trong các buổi vấn đáp. Đặc biệt là khi quý vị hỏi về phương pháp tu tập của một cá nhân nào đó. Sư đã gặp một số người đó, khi mà sư trả lời những vấn đề như thế này, họ đi vào và họ chỉ đơn giản là họ tấn công thôi. Họ tấn công bằng miệng lưỡi, chỉ đơn giản như vậy. Chứ họ không thể đưa ra được một bằng chứng là các sư nói sai. Họ chỉ đơn giản họ tấn công. Đó là một cách rất là thiếu trí tuệ. Và đó là cách không có nên. Và xin thưa là những cái cách tấn công như vậy đó, đối với các sư thì nó không là cái gì. Và nói là để quý vị hiểu được cái chủ trương của các cái buổi vấn đáp. Rồi. Bây giờ chúng ta qua những cái phần mà quý vị hỏi. Thứ nhất là trong đường về xứ Phật tập 10, trong đó sư cho rằng, sư Thông Lạc đó, cho rằng các sư theo Phật giáo Nam Tông là tu sai vì các sư an tâm tịnh nhục là sai với giới luật, là ăn thịt chúng sanh, và cho rằng pháp thiền của hai thiền sư lừng danh là Ngài Achancha và Ngài Mahasi Sayadaw là tu thiền ức chế tâm. Sư còn cho rằng việc dâng hoa cúng Phật là sát sinh vì làm cây cỏ đau đớn sẽ bị quả báo xấu xí. Sư trả lời vấn đề này trước. Thứ nhất là sư cần quý vị phải hiểu một vấn đề giáo lý rất là căn bản mà rất nhiều người họ không biết. Từ đó dẫn đến rất nhiều những tranh chấp không cần thiết. Thứ nhất, định nghĩa chúng sanh là gì? Cấu tạo để trở thành một chúng sanh. Để gọi là một chúng sanh, họ phải có hai điều kiện. Một là nama và hai là rupa. Rupa tức là phải có tâm, có gọi là có danh và có sắc. Hoặc là mình nói theo cách dễ hiểu là nó phải có tinh thần và vật chất. Bất kỳ một cái tồn tại nào mà không đủ hai thành phần này thì chúng ta không thể gọi đó là một chúng sanh. Sư lấy ví dụ, bây giờ cái y sư đang đắp nè, nó có cái vật chất đúng không? Đúng, nó có rupa, có vật chất, nhưng mà nó không có tinh thần, thì chúng ta không thể gọi nó là một chúng sanh được. Rồi cái nữa đó, ví dụ như bây giờ sư có cái móng tay, ha, và sư lấy cái kẹp sư cắt cái móng tay đi. Khi cái móng tay nó rơi ra khỏi cơ thể rồi thì cái móng tay đó có phải là một chúng sanh hay không? Nếu mình nói là bất kỳ một bộ phận nào tách rời ra khỏi cơ thể đều tính là một chúng sanh thì sư hỏi cái móng tay mình cắt ra khỏi có tính là một chúng sanh hay không? Nó có sắc pháp, tức là nó có vật chất, nhưng mà nó không có danh pháp, tức nó không có tinh thần. Thì như vậy cái móng tay nó không thể nào là chúng sanh được. Hoặc như sư khi mà nếu như mình bị tai nạn, mình phải cắt đi tứ chi đó, ví dụ như cắt đi một cánh tay chẳng hạn,
thì cái cánh tay khi đã rời ra khỏi cơ thể rồi thì nó không phải là một chúng sanh. Chúng ta phải rõ ràng chuyện này. Và nếu như vậy đó, mình có đem cái cánh tay này, mình đem cho con cọp nó ăn, thì con cọp không phạm giới sát sanh được, bởi vì thân mạng mình vẫn còn đây. Nhớ dùm nhé, thân mạng mình vẫn còn đây và con cọp nó không thể phạm giới sát sanh. Và nếu như sau khi mình cho nó cái cánh tay nè, mình hy sinh á, mình bố thí ba la mật đó, mình bố thí cho con cọp cánh tay để mình hướng nó sự giải thoát giác ngộ. Nhưng mà sau khi cho con cọp nó ăn xong rồi đó, mình đau quá, mình chịu không nổi và sau đó mình mất máu và rồi mình nhiễm trùng vì lý do nào đó và mình chết. Thì mặc dù mình cũng chết rồi, nhưng mà con cọp ăn cánh tay của mình nó vẫn không thể phạm giới sát sanh được. Chúng ta phải rõ ràng chuyện này. Chính bởi vì như vậy đó, cái chuyện mà nói ăn tâm tịnh nhục mà gọi là phạm giới sát sanh á, thì đó là một cái sự thiếu hiểu biết và thiếu kiến thức. Bởi vì mình không biết cái gì là danh, cái gì là sắc, cái gì là một chúng sanh. Nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Một cái miếng thịt mình cắt ra rồi, họ đông lạnh rồi, mình không lẽ bây giờ mình ăn một miếng là mình ăn một chúng sanh, mình ăn một con heo mà chia ra làm 1.000 miếng là mình ăn 1.000, đó là mình ăn 1.000 chúng sanh hay sao? Đúng không? Chuyện nó không có được. Thành thử phải hiểu ha, để gọi là một chúng sanh thì phải có thân và có tâm. Do đó đó, cái chuyện ăn tâm tịnh nhục nó không phải là sát sanh, và cái chuyện mình có cắt cây cắt cỏ thì nó cũng không phải là sát sanh. Tuy nhiên, một vị tỳ kheo thì không được cắt cây cỏ, bởi vì đó là vì cái lòng từ đối với ngay cả đối với các loài không phải là chúng sanh. Bởi vì một vị tỳ kheo á không được phá hoại bất kỳ một cái gì, đó là chuyện không có nên. Và hơn nữa, theo luật á thì đó là bởi vì những cái người ngoại đạo đó họ chê trách là mấy ông sư mà còn ngắt cỏ cây, cho nên Đức Phật chế định cái điều luật đó. Thành ra mình phải hiểu luật, hiểu giới nha, chứ còn nếu không thì mình sẽ rất dễ rơi vào những cái tà kiến không cần thiết. Rồi, trong trường hợp này thì không biết Tư Sĩ Chánh Tâm có ý kiến gì không? Cái vấn đề cháy mặn cãi lộn bao nhiêu năm nay rồi là nên tôi cũng thấy câu hỏi này cũng ngán ngẩm quá quý vị ơi, nhưng mà cũng phải bản thân mình ngồi đây chịu trách nhiệm về trả lời thì cũng phải nói thôi. Nhưng mà ở đây á, tôi nói quý vị làm việc mình làm gì đó là làm mình làm gì khi mà gặp cái người nói sai chính pháp thì á, đối với ai không biết, nhưng đối với chúng tôi luôn luôn nói một câu mà. Với người nói sai chánh pháp mình làm thinh, nói gì lại cái người đặc tính hay là kỹ năng của cái người hiểu thế hiểu biết là gì, là cãi. Hàng ngày người ta cãi rồi mình cãi lại người ta không? Cãi không lại, ai cãi muốn thắng cho thắng đi chứ biết sao giờ, cãi không lại. Mà khi mà họ đã cãi rồi đó, họ hỏi mình, họ vấn mình với cái mục đích rằng là họ muốn mình đồng tình với cái ý kiến của họ, chứ không phải là để bàn qua bàn lại để cái sự hiểu biết nó ra tăng gia tăng. Cho nên tốt nhất là đối với cái người hiểu biết chánh pháp là làm thinh. Còn á, vấn đề ăn chay á, ở đây quý vị nó ngộ cái là người ta ăn ăn cái miếng thịt, một cái miếng thịt heo đi, ví dụ một miếng thịt heo thì quý vị cho rằng có tội, nhưng mà mình mẹ cha mình chết rồi mình đem thiêu thì mình lại cho rằng đó là báo hiếu. Mẹ cha mình chết mình đem thiêu mình cho rằng là báo hiếu. Nếu mình cho thì chúng sanh mà. Còn cái vấn đề mà gọi là tại sao mà có cái sự cãi nhau bao nhiêu năm, tại vì chỉ có một cái thắc mắc thôi, đó là mình không ăn sao ta giết, mình không ăn sao ta giết, có nhiều đó đó. Mà cái vấn đề chỗ đó khi mà mình không hiểu được là tại sao mà một ông sư cũng nói rằng á, tôi ăn miếng thịt lợn bán ngoài chợ là tôi không có tội, mình không hiểu. Mà mình không 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 bao giờ mình chạy mình đi tìm hiểu rằng á, là tại sao ông nói như vậy, mà mình cứ đem cái kiến thức rồi nãy chưa bao giờ về Bắc Đông, về ăn mặn ra để về ăn chay ra để mình cãi để mình nói thì bó tay, thua tôi cũng bó tay, tại vì mình không tìm hiểu chứ không phải là tại mình ấy. Mình cứ lấy cái kiến thức mà về ăn chay ra mình để cãi với một ông sư ăn mặn, một ông sư ăn tâm tịnh nhục thì không thể nào ra vấn đề được.
mình phải tìm hiểu. Ông nói để em giải thích thử xem, ăn mặn ăn ăn thịt cá mà chết rồi tâm tình nhục là không có tội. Ông giải thích để mình hiểu làm sao. Ông nói mỗi người có một cái dẫn chứng về cái pháp hành của mình, về giáo lý của mình. Những ngạn đạo khác người ta cũng có cái lý do người ta theo cái bậc giáo chủ của người ta. Mình phải nghe người ta coi, người ta giải thích ra như thế nào, cái niềm tin của người ta với đạo như thế nào cũng vậy thôi. Mình nghe ăn chay là trong bụng mình, trong là mình phái rồi, mà mình nghe ăn mặn là trong tâm mình nó đã 50% mình bài xích rồi, thì có giải thích bao nhiêu nữa thì cũng như không. Cái vấn đề mấu chốt nằm ở chỗ là mình không ăn sao ta giết. Xin lỗi quý vị, nói một câu, quý vị ăn 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 thực vật á, người ta giết không, giết sâu giá đóng luôn. Ừ, không lẽ nhịn đói thì chắc chắn nó phải con phương pháp đúng giáo pháp hơn để mình ăn, nó là ăn tạm tình nhục. Bình thường mình nói rằng mình ăn chay là không sát sanh, không có quý vị. Ông nông dân là ông giết nhiều hơn ông giết bò đó, quý vị tin tôi đi. Hồi xưa chúng tôi có ở gần cái cánh đồng đó, 10 hectare cánh đồng trồng trồng nành. Thì tối mình ngủ gần cách đó khoảng 5-10 mét gì đó, là ở ngoài cánh đồng á, sâu nó ăn á, sâu nó ăn đậu nành là kêu, nghe kêu rạo rạo luôn, nghe kêu luôn, nghe rất là lớn, ngủ không được luôn. Thì sáng thấy nông dân họ ra họ xịt thì ngày mai là im gu. Nếu mình nói rằng á, anh không ăn thịt sao người ta giết con heo đó, thì chúng tôi sẽ trả lời rằng á, mình không ăn đậu nành, mình không ăn đậu hũ, thì lấy gì người ta trồng để người ta giết sao, thì nó cũng về vốn. Cho nên nó cần phải có cái sự hiểu biết, nếu không á, mình cứ lần lần hoài qua. Mỗi khi mà chúng tôi gặp một cái cô đó là 40 năm ăn chay, thì mà khi mà chúng tôi thấy nghe chúng tôi ăn tâm tịnh nhục đó, thì cô phản ứng cô sân, cô nói tu hành cái gì mà ăn mặn. Thì tôi mới hỏi cổ là một cô tu ăn chay bao nhiêu năm, thì cổ mới nói là 40 năm à. Thì tôi mới nói cổ là cô ăn chay 40 năm, bây giờ 40 năm trước cô gặp người ta ăn mặn cô có nóng không, mà giờ cô ăn 40 năm cô gặp người ta ăn mặn cô nóng, vậy cô tu 40 năm cô ăn chay nó không có giá trị. Ăn quý vị phải hiểu khi mà ăn á, để tu, để thân mạng này nó sinh hoạt theo cái của nó đáng có, là phải có chất dinh dưỡng bổ sung để tu hành, chứ không phải là ăn chay là tu. Quý vị, vì có người họ đưa ra luận điểm ăn chay là khỏe mạnh, người ăn chay là không có sân, ăn 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 thịt chúng sanh sân hận. Khoa học chối hỏi rằng cái trình cái bài dẫn chứng bảo vệ luận án của cái ông đó đâu về cái sự gọi là ăn chay ăn mặn sân. Thì con bò nó ăn chay nó đâu có cụng lộn hả. Ở đây quý vị nói ra lan man nó rất là nhiều, và tóm lại là mình phải nghe ông sư nói, chứ không phải mình khi mà nói ra ông sư nói về ăn mặn á, về ăn thịt không phạm giới không phạm tội, thì mình lại đưa cái luận điểm của mình ra mình chống đối nữa thì nó tới sáng luôn. Còn đây á, về về cái chuyện mà cúng hoa đó, cúng hoa có tội thì rất là tào lao nữa, là sao hoa nó không, hoa cây cỏ nó không có sinh mạng, nó không có sinh mạng, nó mà đó, mà nếu 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 qua qua cây cỏ mình cúng hoa mình cắt nó đau như vậy thì nó lại đi ngược cái luận điểm ăn chay của Thích Thông Lạc. Ngay cả trong cái trường hợp này Thích Thông Lạc là nó chổi nhau về hai mặt, một mặt thì kêu ăn chay nhưng mà một mặt không cho cúng hoa, nó là qua cỏ nó đau đớn. Như vậy anh ngắt bông hoa, anh ngắt cọng rau, anh ngắt cái thu hoạch lúa rồi cắt nó đau cũng đau vậy. Như vậy như đây Thích Thông Lạc đã tự mình chống đối lại mình bằng hai luận điểm như sau: một mặt kêu ăn chay, còn một mặt là kêu đừng có cho cúng hoa. Như vậy là tự mình đi mâu thuẫn với chính mình rồi. Xin mời Đức Tể Tượng ạ. Dạ, hay Đức có nghe rõ không ạ? À, nghe Có. rõ. Dạ. Xin kính thưa quý vị, để tiếp nói phần trả lời thì tôi xin trả lời câu hỏi này. Khi mà đọc qua câu hỏi này á, đầu tiên á, sư xin cảm ơn cái vị Phật tử mà gửi câu trả lời này. Phật tử tên là Lê Sơn Quân này. Tại sao sư cảm ơn? Tại vì sư Thông Lạc á, thì sư cũng biết sơ là, nhưng mà cụ thể như thế nào thì sư không có tìm hiểu, cái nào thú thật là như vậy. Thì cho
Trong đây á, vị vị Phật tử Sơn Quân này nè có đề cập những cái vấn đề mà đó gì đường về siêu Phật, linh hồn không có hay phạm trời đạo gì đó à, sư thì sư mới biết đúng không, sư biết là à, có nghĩa là vị này chủ trương những cái chủ trương cái những cái tư tưởng như vậy à, nên là sư không, nghĩa là sư không có thời gian đọc qua, nhưng mà tóm gọn đó sư đọc qua sư biết à, cái vị này có chủ trương như vậy nè, đó là cái điều cảm ơn thứ nhất, cái điều cảm để hiểu không, sư biết à cái vị này như vậy à. Rồi cái thứ hai á, cái vấn đề mà thứ hai á là cái Phật tử này có nói là xin sư cho con hỏi, trước đây con có nghe danh và tu tập theo lời dạy của sư Thông Lạc và con thấy có rất nhiều lời sai à, cái điểm mấu chốt ở đây là rất nhiều lỗi sai, thì đầu đầu á đầu câu trả lời Đức Hạnh Tuệ cũng có nhấn mạnh quý vị vậy đó, có nghĩa là ở đây quý vị đưa ra câu hỏi thì quý sư trả lời, nhưng mà xin nhấn mạnh quý vị một lần nữa, quý vị quý sư trả lời trong cái phạm vi Tam Tạng kinh điển Pali, hay còn gọi là đó, còn bây giờ người ta hay gọi là kinh Nikaya đó, gọi trong cái phạm vi đó, quý vị hiểu không ạ, phạm vi đó. Cho nên đó là khi á mà có những cái điều mà nó nằm ngoài kinh Nikaya hoặc là nằm ngoài Tam Tạng kinh điển à, thì quý sư nói là à, nó không có hoặc là nó sai à, là cái điều thường tình thôi. Cho nên khi mà đọc qua cái vấn đề mà vị Sơn Quân này nè mới nói là con thấy rất nhiều lỗi sai à, số 1 là đừng về sư Phật đó 10 tập, thứ hai là linh hồn không có, thứ ba bảy phẩm cho đạo, thì sư xin thêm sư xin trả lời cái câu hỏi theo quan điểm của sư nha. Ở đây thì ngay cái mấu chốt cái chỗ này là quý vị để nè, theo lời dạy của sư Thông Lạc con thấy có rất nhiều lỗi sai, thì cái chỗ, ở chỗ lỗi sai nè có sư cho thêm cái hoặc đơn, hoặc đơn đó, cái hoặc đơn đó là ghi là gì, con thấy rất nhiều lỗi sai, thí dụ lỗi sai là cái lỗi sai là không thấy những cái điều mà sư Thông Lạc nói nè nằm ở trong Tam Tạng kinh điển hoặc là nằm ở trong kinh Nikaya, rồi đóng ngoặc lại rồi xong kết thúc câu trả lời đó, quý vị hiểu không ạ à, trong phạm vi đó thôi. Còn đã không lấy kinh Nikaya ra hay là không dựa vào Tam Tạng kinh điển để đối chiếu thì quý vị thì quý sư cũng không có căn cứ, và chúng ta cũng không căn cứ ở đâu mà nói là đây là Phật dạy hay là đây là Phật dạy chứ. Còn bởi vì quý sư tu tập thì quý sư dựa thì vô đó kinh Nikaya thưa quý vị. À, xin kết thúc câu trả lời đây. Thêm cái phần tiếp theo đó.